EZXT H210 là một trong những vỏ case mini iStick lớn nhất mà mình từng thấy, thậm chí xét trên tổng thể kích thước còn gần bằng khi so với những vỏ case micro iStick. Thế nhưng hiện tại đây vẫn là một vỏ case mini iStick. Việc sở hữu một kích thước rộng lớn sẽ mang tới cho những cái lợi thế khi mà anh em hoàn toàn có thể lựa chọn những linh kiện thay thế nâng cấp cực kỳ đơn giản, hoặc là thậm chí đơn giản hơn nữa, chúng ta có thể suy nghĩ rằng anh em hoàn toàn có thể mang bất kỳ một sản phẩm từ tản nhiệt, main brass, thậm chí là cà đồ họa, những cái phiên bản đấy đều là phiên bản tiêu chuẩn, đều sẽ lắp lên được vỏ cây H210. Quay trở lại một chút với câu chuyện liên quan đến những bộ mini PC, thì câu hỏi mà được đặt lên hàng đầu đó chính là với một bộ PC nhỏ thì đôi khi chúng ta lựa chọn những linh kiện liên quan đến tản nhiệt thì sẽ như thế nào? Tản nhiệt khí thì rất có nhiều loại, chúng ta có tản nhiệt khí dạng tháp thì là dài, hoặc là những tản nhiệt khí gọi là áp thẳng vào main thì gọi là top down. Thế nhưng với vỏ cây H210 thì mình hoàn toàn có thể cắm bừa một bộ tản nhiệt nước all-in-one. Đúng vậy, mình đã nhét vào đây một hệ thống tản nhiệt nước all-in-one, và như anh em có thể thấy ở đây thì dĩ nhiên để mà có thể lắp được tản nhiệt all-in-one thì anh em cần phải một chút liên quan đến sự khéo tay, bởi vì là mặc dù kích thước là có hỗ trợ, thế nhưng để mà lắp được một cách dễ dàng thì khá khó đấy, chúng ta phải tháo ra khá nhiều linh kiện để có thể lắp được. Thì cái hệ thống tản nhiệt nước all-in-one được mình sử dụng ở đây là Deepcool Castle 240. Nói về con số 240 thì tức là cái rad tản nhiệt được trang bị là rad 240. Thế nên khi mà cái vỏ cây này mình lắp, tốt nhất anh em nên lắp ở phần mặt trước thì sẽ mang đến cái hiệu quả cao nhất. Còn nếu mà chúng ta lắp ở những vị trí khác thì với vỏ cây này thì sẽ không hỗ trợ đến cái khu vực đấy, bắt buộc phải để đằng trước. Thì những cái lỗ thoát khí ở đằng trước đây sẽ đóng vai trò là cái độ thoáng khí để quạt có thể hút vào và thổi làm mát rát tản nhiệt. Thế nên anh em sẽ không cần phải lo lắng về việc liệu đằng trước trông thì kín thì cái tản nhiệt có bị quá nóng hay là không. Và nếu như anh em có điều kiện hoặc là tối ưu hơn nữa thì đằng trước chúng ta đã lắp rát tản nhiệt của Deepcool rồi, thì những hệ thống lắp sau, một bên trên và một ở ngang, thì anh em cũng nên sử dụng thêm một bộ quạt đến từ Deepcool nữa. Thứ nhất là để cho chúng ta có cái khả năng điều chỉnh LED RGB được cái tốt nhất, và cái thứ hai là việc cùng một hệ sinh thái thì khi đấy chúng ta điều chỉnh cái tốc độ quạt này hay cả cái dây cắm cũng sẽ dễ dàng hơn. Vậy thì với một hệ thống tản nhiệt all-in-one thì sẽ tản nhiệt cho mẫu CPU nào? Đó là CPU Intel Core i9-12900K thần thánh mà được rất nhiều anh em ưa chuộng, bởi vì cái mức giá trên hiệu năng là rất thơm, 14 đến 15 triệu đồng cho một mẫu CPU, và chúng ta được Intel tặng cho anh em 16 x 24 luồng xử lý, quá tuyệt vời để có thể sử dụng cho tất cả nhu cầu chơi game livestream. Muốn làm gì thì Intel Core i9-12900K đều có thể đáp ứng được. Thì với Intel Core i9-12900K, đa số anh em sẽ đều sử dụng những cái bo máy chủ, đó chính là Z690, vô cùng đơn giản thôi, bởi vì thứ nhất đây là i9, và cái thứ hai nữa có hậu tố ca thì chắc chắn là anh em sẽ quan tâm hàng đầu, đó là bo máy chủ dòng Z. Thế nhưng nếu như mình cắm Intel Core i9-12900K lên một bo máy chủ dòng B thì sao, cụ thể là B660? Để trước khi mình cắm lên thì mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em là chúng ta sẽ có hai lý do để có thể cắm như vậy. Thứ nhất là việc cắm Intel Core i9-12900K lên B660 thì anh em sẽ không sử dụng được cái tính năng ép xung. Thế nên nếu như anh em nào mà thực sự đam mê ép xung thì hoàn toàn có thể chuyển qua bo chủ Z690 để có thể sử dụng. Và điều thứ hai đó chính là với bo máy chủ B660 mình lắp vào đây là mẫu bo máy chủ mini iStick đến từ Asus, thì tên mã của sản phẩm thì có nói lên rồi, B660i, thì vẫn đáp ứng hoàn toàn tốt cho việc tải là Intel Core i9-12900K, thậm chí có một số những công nghệ còn nhỉnh hơn những bo máy chủ dòng Z khác khi mà mẫu main B660i đến từ Asus được trang bị là RAM 5. Nói một chút liên quan vấn đề điện áp của CPU đi, anh em nhìn lên mẫu bo máy chủ dòng B thông thường sẽ có một cổng cấp nguồn 8 pin, và cái câu chuyện hình dung ra ngay trong đầu là với một cổng 8 pin thì có cung cấp đủ điện cho CPU Intel Core i9 hay là không. Thì mình sẽ nói qua một chút, thì với cổng 8 pin thì sẽ cung cấp được mức điện áp loanh quanh khoảng hơn 300W, trong khi đó là CPU Intel Core i9-12900K hoạt động chỉ khoảng từ 240 đến 280W. Đấy là mình còn stress test, còn khi anh em chơi game hay là render video thì đều không thể đạt được cái mức là 240 đến 280W. Thế nên về mặt main cung cấp điện cho CPU là hoàn toàn ổn. Tiếp theo nữa là về hệ thống tải nhiệt nước mình đang sử dụng là tải nhiệt nước RAD 240. Đây là một trong những hệ thống tải nhiệt nước có mức giá để tải nhiệt cho i9 mình đánh giá là khá tốt rồi. Thì cái mức nhiệt đấy khi mà anh em sử dụng ấy, nếu như chúng ta gọi là stress test bằng Prime 95 hay stress test thì chắc chắn CPU vẫn có thể đạt được 100 độ C. Thế nhưng khi mà chúng ta sử dụng
chúng ta sử dụng cho cái nhu cầu là chơi game, làm việc, thì cái hệ thống tài chính RAT 240 vẫn đáp ứng được rất tốt cho tất cả nhu cầu sử dụng của anh em. Và một yếu tố nữa mình muốn nhắc tới đó chính là yếu tố liên quan đến SSD. Do khi mà anh em sử dụng những bộ PC mini, và PC mini thì mềm không phải mini, thì anh em phải tính toán rất kỹ đến việc sử dụng SSD sao cho phù hợp nhất. Lý do đơn giản thôi, bởi vì chúng ta khi mà lắp lên những cái hệ thống mini này, việc nâng cấp gọi là SSD là cực kỳ khó khăn khi mà những cái diện tích trống ở bên trong đã được tối ưu rất tốt rồi, việc tháo ra là cực kỳ khó khăn. Thế nên mình khuyên anh em nên cắm sẵn một ổ SSD để có thể sử dụng. Ở đây thì mình có sử dụng một ổ SSD đến từ Samsung, Samsung 980 Pro, và đây là PCIe Gen 4, tức là cái mẫu mềm hỗ trợ luôn. Về mặt tốc độ cũng như về chất lượng của những SSD Samsung thì không cần phải bàn cãi rồi, luôn đứng top đầu, thậm chí đây là một ổ 980 Pro nữa. Dĩ nhiên về mức giá sẽ nhỉnh hơn khi so với những ổ SSD khác, thế nhưng chúng ta sẽ có một trong những ổ cứng có khả năng có độ bền khá là cao. Và nếu như anh em nào mà có nhu cầu lưu trữ cao hơn thì mình nghĩ anh em hoàn toàn có thể nâng cấp thêm những ổ HDD nữa, chứ còn nếu mà lưu thuần trên SSD thì mức giá khá cao đấy. Thế còn khía cạnh liên quan đến chơi game thì sao? Anh em đơn giản thì kiếm một màn hình có độ phân giải 2K, ví dụ như mẫu màn hình LG 27GP850 để có thể sử dụng giống như mình. Và card họa được mình lựa chọn ở đây là card họa RTX 3060 Ti. Đây là phiên bản 2 quạt đến từ MSI. Và anh em có thể nhìn thấy cái phần còn thừa ở đây là cực kỳ nhiều. Và dĩ nhiên chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những cái phiên bản 3 fan thì không được đâu. Thế nhưng phiên bản 2 fan to hơn, cánh quạt lớn hơn thì vẫn có thể lắp vừa nhé. Còn nếu như anh em nào mà thực sự muốn chơi cả 3 fan trên vỏ cây mini thì chúng ta lại không sử dụng tản nhiệt nước được. Khi đấy anh em phải chuyển qua một hệ thống tản nhiệt khác để có thể sử dụng. Thì với cái sức mạnh của cấu hình, cụ thể là i9 quá mạnh khi so với tựa game online, tất cả đều quá nhẹ nhàng và đơn giản. LL thì mình đã set chế độ phân giải 2K quá nhẹ nhàng để vượt qua cái mức là 200fps mà CPU đáp ứng một cách gọi là vừa đi dạo vừa chơi vẫn có thể chơi game được. Và những anh em nào mà đam mê livestream thì hoàn toàn cũng có thể thử qua với CSGO và Valorant, hai tựa game đòi hỏi sự ổn định và FPS càng cao thì càng tốt, quá đơn giản và dễ dàng để có thể đạt được cái mức FPS là 400. Với RTX 3060 Ti từ lúc ra mắt cho tới giờ vẫn luôn là một mẫu card họa có P9P rất tốt, tức là cái hiệu năng trên giá thành của sản phẩm là cực kỳ ấn tượng. Và bây giờ mức giá của card họa cũng đã giảm xuống rồi, thế nên cái việc chúng ta mua để trải nghiệm game những cái tựa game online là cực kỳ dễ dàng. Với hai tựa game mà mình hay test nhất là Shadow of Tomb Raider và Horizon Zero Dawn thì cái mức FPS ở trên độ phân giải 2K là luôn trên 80fps, chắc chắn sẽ làm vừa lòng những game thủ khó tính nhất. 80fps max setting hợp lý đi. Vậy thì anh em đánh giá sao về cấu hình mình mang tới cho anh em trong video ngày hôm nay? Và nếu như anh em nào đam mê thì đường link mình sẽ để ngay trong phần mô tả để anh em có thể click vào. Hoặc là anh em có muốn mình làm thêm những cấu hình liên quan đến mini PC nào nữa, đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.